cái ơi, củ cái đẹp trai ơi, nào ngoan nào, đây, ở nhá, củ cái, có bới đâu, bới, đúng rồi, good boy, lại nào, có bới đâu, có bới đâu, đúng rồi, ok, thế quả chanh đâu, quả chanh, đúng rồi, good, quả chanh đâu, rồi ok, good boy, giỏi lắm. Đây, câu hỏi này khó hơn này. Như nào, cô gái? Đây. Các mọi người nhìn rõ chưa? Để đố cô gái biết. Cô gái, nào, bưởi đâu? Bưởi đâu? Cô gái, bưởi đâu? Đúng rồi, good. Bới đâu? Ngại nào? Bới đâu? Ok, good, tuyệt vời. Chanh đâu? Quả chanh đâu? Chanh đâu? Đúng rồi, ok. Chanh đâu? Ok, bới đâu? Bới đâu? Rồi, ok. Tuyệt vời, good boy. Đây, cái câu hỏi khác. Mày thích ăn chanh hay bưởi? Cô gái. Thích ăn chanh à? Sao thích ăn chanh hả? Rồi. Để lúc nào tao cho mày quả chanh nhá. Đây. Cái. Đây. Cho tao đố mày biết nhá. Nào. Cho tao đố mày biết. Của cái. Nào. Ơ cái nào. Cái này. Tập trung nào. Tao đố mày biết. Tao thích ăn chanh hay bưởi. Tao thích chanh hay bưởi. Của cái. Của cái. Cái thằng này. Thằng mất đấy. Mất dậy. Cái gì mày cũng biết. Tao biết tao thích ăn bưởi. Rồi ok đây, cho một quả chanh nào. Mày thích ăn chanh, cho một quả chanh rồi. Đấy.